Hi, xin chào tất cả các bạn, Khánh Tường đã quay trở lại rồi đây. Và ngay bây giờ thì Khánh Tường đang có mặt tại đường A4, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và Khánh Tường sẽ dẫn các bạn đi ăn một món ăn đậm vị miền Trung. Và chắc là các bạn rất là thắc mắc đúng không? Tại vì ẩm thực miền Trung rất là đa dạng và phong phú. Và hôm nay thì cũng là một trong những món rất là đặc trưng, nhắc tới là nghĩ tới miền Trung liền. Xin mời các bạn. Khánh Tường đang ở trong quán bánh canh cá lóc O Nhớ, số 158 đường A4, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nghe nói là ở đây bánh canh cá lóc rất là ngon và đậm vị miền Trung, cho nên Khánh Tường muốn tới để ăn thử và chia sẻ lại với các bạn nha. Rồi, cảm ơn bạn. Cái menu rất là dễ thương nha các bạn, được khắc lên gỗ luôn nha, chứ không phải bằng giấy bình thường. Có rất là nhiều món, rất nhiều nguyên liệu khác nhau, chắc là mình sẽ chọn bánh canh thập cẩm này. Thập cẩm thì trong đó sẽ có những gì bạn? Gà lóc nhà cua, xíu non. Dạ, cũng có cá lóc trong đó đúng không? Rồi, vậy cho mình một tô bánh canh thập cẩm nha. Các bạn ơi, trước mặt Khánh Tường là một tô bánh canh thập cẩm, tức là không chỉ có cá lóc mà còn có chả cua, có tôm và có cả sườn non nữa. Này, tại vì rất là nhiều món bánh canh, rất là nhiều nguyên liệu khác nhau, cho nên mình chỉ có cách là mình kêu một tô thập cẩm thì mình mới phải ăn được hết tất cả mọi thứ thôi. Bây giờ bên cạnh Khánh Tường cũng là rất là nhiều những cái gia vị để mà mình nêm vào đây. Và nếu mà ăn cay thì có ở đây có sa tế và có ớt khô, ớt xay. Khánh Tường cũng ăn cay cho nên là bỏ thêm một tí nha. Màu sắc nó đã đẹp rồi, bây giờ còn đẹp hơn nữa. Lúc nãy là mình kêu một tô bánh canh, nhưng mà chính xác là cái thố. Nó là một cái thố bằng đất nha các bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ ăn một thố bánh canh thập cẩm. Đồ ăn á thì không chỉ ngon miệng mà ngon con mắt trước. Xong mình nhìn mình muốn ăn thì thực ra nhìn cái thố bánh canh này là muốn ăn liền. Tại vì rất là nhiều màu sắc. Mình có cá lóc nè, có tôm, có chả cua, có cả sườn non nữa. Bây giờ mình sẽ trộn lên nha các bạn. Không có rau các bạn ơi, toàn là hành không à. Khánh Tường thì rất là thích ăn rau, nhưng mà hầu như tất cả các loại bánh canh á thì thường không có rau, chỉ có một vài chỗ là có giá này kia thôi, rất là ít rau. Theo như Khánh Tường được biết á, bánh canh này là do quán tự làm, tức là tự nhồi bột và tự làm tất cả mọi thứ luôn để có được một sợi bánh canh như thế này. Thường á, cái sợi bánh canh ngon là cái sợi bánh canh nó sẽ có một cái độ dai mà không phải là quá dai, thường dai quá ăn sẽ hơi mỏi miệng một chút xíu, nhưng mà cái này thì dai vừa phải, rất là vừa ăn. Bây giờ thì mình sẽ thử đến nguyên liệu quan trọng nhất trong bánh canh cá lóc, đó chính là cá lóc. Miếng thịt cá lóc rất là dai bởi vì nó rất là tươi, còn cái mùi thơm của cá. Và cá lóc này các bạn đã được lọc hết xương ra, không còn xương nữa, chỉ toàn bộ là thịt không thôi, cho nên là rất là dễ ăn. Khi mà mới đem cái thố bánh canh ra thì có thể là bạn sẽ cảm thấy hơi choáng một tí xíu. Nếu mà đặc biệt là với các bạn nữ thì như mình sẽ bị giật mình, có thể là mình sẽ không ăn không hết. Nhưng mà thật ra cái vị bánh canh của nó có một cái sức hút đó các bạn. Tức là mình ăn miếng cái mình muốn ăn miếng thứ hai, và thêm những cái nguyên liệu và nước bánh canh nó rất là ngon, cho nên là chúng ta có thể thừa sức ăn hết cái thố này, không sợ ngán đâu.
Khánh Tường không phải là người miền Trung, cho nên là nếu mà bây giờ nói là bánh canh ngon như nhà làm, giống như hương vị quê nhà, thì có thể là các bạn sẽ không tin, tại vì Khánh Tường đâu có phải là không phải là quê nhà của mình. Nhưng mà thật sự cái cảm giác ăn vào á, cái hương vị của nó sao ta, thường người ta vẫn hay nói là một món ăn nhà làm hay là mẹ làm á, nó rất là mang cái hương vị gia đình, mọi thứ nó rất là đậm đà và rất là chất lượng luôn. Ví dụ như cả thịt, cả tôm và cả cá thì mình ăn mình sẽ không có cảm giác như là mình đang ăn ở quán, mà mình giống như là ở nhà có mẹ ba mẹ nấu cho vậy. Nên đó là cái hương vị gia đình là như vậy. Mà cái tôi nghĩ nãy giờ ngồi trong quán thì chưa có được giao lưu, nhưng mà nghe xung quanh rất là nhiều thực khách đang ngồi ăn ở đây và nói chuyện thì cũng có rất là nhiều người nói giọng miền Trung, cho nên cái tôi nghĩ đây là một trong những địa chỉ khá là quen thuộc và ưa thích của nhiều người dân miền Trung đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tạm ngưng ăn một tí xíu, tại vì các bạn thấy là bên cạnh Khánh Tường không chỉ có cái thố bánh canh này không thôi. Ở trên bàn ăn của mình thì sẽ có những món ăn kèm nữa, ví dụ như là cái này thì chắc là ai cũng biết rồi đúng không? Đây là trứng cút kèm với lại muối tiêu. Còn đây thì đây là nem. Không biết là nem chua hay nem thịt hay là nem bì. Còn đây là chả. Chả này thì nó nhìn giống như cái bánh cuốn ở dưới quê mình đó mọi người. Nhưng mà tất cả các món thì đều là có 3 cái hết nha, 3 chiếc. Có thể là mình khi mà mình ăn thêm những món này thì chắc là sẽ tính tiền thêm. Nhưng mà đây cũng là một trong những đặc sản của miền Trung. Còn này thì không phải là đặc sản miền Trung, đâu cũng có. Cuối cùng thì cái hành trình ăn cái thố bánh canh của Khánh Tường cũng đã xong rồi các bạn ạ. Nhưng mà Khánh Tường thấy là quán không chỉ có bán bánh canh mà còn có nhiều món tráng miệng khác nữa. Ví dụ như là thấy có sữa chua, có nước mía, có rất là nhiều thứ. Bây giờ mình sẽ gọi một món ra tráng miệng nha. Mình thấy là có sữa chua nếp cẩm đúng không ạ? Cái này là quán mình tự làm luôn. Ok, cho mình một sữa chua nếp cẩm nha. Để ăn hơi nhiều, ăn nguyên một cái thố bánh canh, nhưng mà vẫn còn bụng để có thể ăn được thêm một ly sữa chua nếp cẩm. Cũng là nhà làm nha các bạn. Màu sắc cũng rất là bắt mắt. Phía dưới là nếp cẩm, phía trên là sữa chua, phía trên nữa là đá. Ai, buổi trưa nắng như thế này ăn cái này vô chắc là tuyệt vời lắm đây. Cái khâu đầu tiên của mình đã xong rồi, đó là đánh nó lên. Rất là ngon. Giờ dùng thử nha. Nó không quá ngọt, không quá béo, mọi thứ vừa phải và nước đá cũng không có để nhiều nha các bạn. Các bạn thấy là chỉ có một lớp nước đá mỏng ở phía trên thôi, và khi các bạn trộn lại thì nó sẽ nói chung là vừa đủ cái độ lạnh. Nói chính xác thì như đây mới là lần thứ hai hay thứ ba gì đó các bạn ăn sữa chua nếp cẩm, cho nên là mình cũng không có quá nhiều kinh nghiệm trong việc là mình so sánh chỗ này với nhiều chỗ khác xem chỗ nào ngon hơn. Nhưng mà thực ra cảm giác ngày hôm nay là rất là ngon, tại vì mọi thứ nó rất là vừa miệng. Mình ăn sau khi mà mình mới vừa ăn xong một cái thố bánh canh như thế này để làm món tráng miệng thì vô cùng tuyệt vời. Ngày hôm nay khi mà đến với quán O Nhớ ở đường A4, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh thì Khánh Tường đã được thưởng thức hai món. Thứ nhất là món đặc sản của quán là bánh canh cá lóc và món sữa chua nếp cẩm. Nhưng mà ở đây thì món tráng miệng không chỉ có sữa chua không thôi đâu các bạn, mà có rất là nhiều loại bánh. Lúc nãy khi mà Khánh Tường hỏi thì bạn order cũng ra cũng có nói là có rất là nhiều loại bánh của miền Trung, rồi cũng có những loại nước uống quen thuộc như là nước mía hay là các loại chè, và đặc biệt là sữa chua nếp cẩm. Cho nên là nếu mà các bạn nào mà chúng ta yêu thích ẩm thực miền Trung thì chúng ta có thể đến với quán O Nhớ tại số 158 đường A4, phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Khánh Tường sẽ xử cho hết cái ly sữa chua nếp cẩm này các bạn nha.